đây ở đây theo con nó hết bơi bơm nước nè, đây là gấp nguyên bộ bà con nè, nguyên bộ máy dầu luôn nè. Này là cái bơm thích này là bằng inox 201, còn ống tiếp tất cả nhà xe là inox 304 là chống xét luôn á. Đây là nguyên bộ bằng inox 304 trừ cái bơm đó ra là inox 201 thôi. Nguyên bộ này bán cho con 13.600 nè. Đây bơm máy dầu luôn nha, máy dầu mới trong thùng luôn nha, vừa đè vừa giật luôn, mới trong thùng, bảo hành 90 ngày, 30 ngày đầu đổi mới. Đây là tiếp là 42 cốt, đây tiếp này là 42 cốt, này là 16 cốt, trong là 16, inox 304 hết luôn nha, đi trừ cái đầu bơm này là 201 thôi. Đây đầu bơm này dành cho máy này là 2 tấc, 10 ngửa cốt xéo là 2 tấc, 13.600.000 bộ. Bà con về xài tiết kiệm dầu luôn, xài dầu nó rất là tiết kiệm. Bà con là có nhu cầu luôn nha, 0886356707. Bơm nước là nguyên bộ 13.600 thôi bà con, máy dầu mới trong thùng luôn. Bà con về tiết kiệm dầu, là bữa giờ dầu nó mắc, xăng nó mắc, bà con xài dầu thì lợi hơn. Tổng coi dầu xăng giống nhau thôi, cũng 3.600 dòng, tôi nhanh tôi chậm là 1.800. Bà con nào có nhu cầu luôn 0886356707. 13.600 một bộ nha, dàn láp là 304, cái đầu bơm là 201 inox á, còn dàn lắp này toàn bộ là 304 chống xét hết, lắp 42 cốt 16, máy mới trong thùng đây. Con bơm nước này tiết kiệm dầu lắm, đặc biệt cái tôi thích đó là bà con bơm cạn ao khô ao luôn, vét ao luôn vẫn bơm được, có nước là bơm được, không cần nhiều. Cái phần với nó bơm cao được khoảng 5-6 mét á. Con nào có nhu cầu luôn nha, 0886356707.